Dạ, em tên là Văn, Đỗ Minh Văn, năm nay em 27 tuổi. Công việc em đang làm hiện là manager cho safety department của một hãng xe truck. Năm nay là 27 tuổi. Dạ. Em ở đâu? Dạ, em hiện đang sinh sống ở thành phố Phan Bali. Cách đây bao xa? Cách đây cũng chừng rất gần đây thôi, khoảng 10 mai. Nghĩ chỉ 15 phút nữa là tới đây. Vậy là quá gần. Em qua Mỹ được bao lâu rồi? Em có Mỹ được 10 phút. Rồi, mời em gái. Em tên là Mai Thị Thanh Bình. Hiện tại em 20 tuổi. Em đang là du học sinh vừa đi học và vừa đi làm. Du học sinh đang học về ngành gì? Dạ, em đang học về tiếng Anh thôi. Tại vì em cảm giác như là tiếng Anh của em không được tốt. Em muốn trau dồi thêm nhiều tiếng Anh thêm. Và sau đó em sẽ học lên, trong tương lai em sẽ học về manager của quản lý nhà hàng hay là một khách sạn gì đó. Qua đây được bao lâu rồi? Qua đây gần 3 năm à. Hiện tại đang ở với ai? Dạ, đang ở với chị gái. Rồi bây giờ mình đi học thôi hả? Là có đi làm gì không? Dạ, vừa đi học vừa đi làm luôn ạ. À. Em đang làm nhân viên cho một tiệm phở, vì làm part time thôi. Tại vì em đi học là em lấy lịch ban đêm. Như hôm nay là ra đây hẹn hò là cái tiệm phở nó mất một nhân viên đó đúng không? Hôm nay thực chất là ngày off của em. Manager cho ngày off ngay ngày hôm nay nên là hôm nay đi. Rồi em ở chỗ nào, tiểu bang nào, xa thì gần? Dạ em ở ngay đây, ngay chỗ từ nhà em lên đây tầm 10 phút. Vậy là cũng gần gần với anh này. Nhưng mà cái địa chỉ đó là cái chỗ nào, nói lên thử. Ở ngay chỗ Garden Road phải anh, ngay đường Euclid với lại Westminster. Ủa vậy là gần nhà em thôi. Ôi hẹn. Gần nhà luôn hả? Ủa có ngày nào hai người biết nhau không? Cũng có thể. Có duyên thì sẽ gặp thôi chị. Ở đây ra vô là chỗ này là cũng cộng đồng người Việt nhiều mà đúng không? Dạ, cộng đồng người Việt em thấy là đông. Thế là đông, nhiều khi có lúc là hai bạn đã gặp nhau nhưng mà đã vô tình lướt qua nhau. Những trái tim này nó không có ngăn cách chúng ta đâu. Một xíu nữa thôi chúng ta sẽ có thể xóa bỏ cái ranh giới này ngay lập tức. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì, Văn? Dạ, điểm yếu của em là như là khó tính, lâu lâu cũng hay cộc cằn được. Cộc cằn là em cộc với ai? Cũng cộc cằn, nóng tính, như nói chuyện, như là khó cách nói chuyện với mình khi nóng. Nhưng mà em nóng với ai? Cái môi trường xung quanh em là em nóng với ai? Dạ, như nhất là trong lúc làm việc thì điểm mạnh của em là như em khá độc lập, tự tin trong công việc. Mình có nghĩ mình là người hơi bị tự kỷ không? Không, nghĩ như là em khá cô lập, sống khá nội tâm. Thì khá cô lập, khá nội tâm nó cũng rất là gần với cái việc tự kỷ. Em không nghĩ em tự kỷ. Trầm cảm gì không? Thì hồi đó cũng có một chút như là bị bệnh trầm cảm nhưng mà ở mức độ nhẹ. Như là ngại giao tiếp với người lạ đúng không? Dạ, đúng rồi, ngại giao tiếp với người lạ. Về tình trường của mình thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu của em. Ở Việt Nam hả? Dạ, ở Việt Nam. Mối tình đầu nó mới 16, 17 tuổi thôi đó hả? Dạ đúng rồi, hồi trẻ trâu á chị. Chưa tới một năm thì tụi em chia tay. Là khi em qua Mỹ một năm thì dạ, em với cái người ở Việt Nam đó chia tay. Dạ. Lý do? Em yêu xa không thể bền vững á chị. Mỹ với Việt Nam là cách nhau nửa vòng. Thì lúc mà bên Mỹ ban đêm thì lại bên kia ban ngày anh không lại đi làm. Không có chia sẻ, không nói chuyện. Dạ đúng rồi, ít lắm chị. Thời gian là nếu muốn chia sẻ thì bên em là đang học thì anh đang ngủ, có thời gian để chia sẻ với nhau. Vậy từ hồi qua Mỹ đến giờ cũng 3 năm thì em có mối tình nào bên này chưa? Em có một mối tình nằm trong dạng tìm hiểu 3 tháng và em thấy không hợp thì em chia tay. Thứ nhất là người con trai đó nhỏ tuổi hơn em. Em có biết người ta nhỏ hơn em không mà? Dạ, biết. Biết rồi còn tìm hiểu chi nữa là không hợp. thử dạ đúng biết. Rồi lâu rồi muốn cảm giác lại, muốn yêu lại thôi chị, tại vì cũng lâu rồi. Cổ mới có 20 tuổi mà cổ nói giống như là cổ là già lắm, như kiểu như tôi vậy đó, lâu rồi không muốn yêu và thèm được yêu lại, rất là dễ thương. Còn em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì nếu mà nói về một mối tình thực sự thì em chưa trải qua, thì giống như nó không phải là một mối tình thực sự. Thì năm 12 tuổi em có, hồi đó còn bé, 12 tuổi chỉ thích một cô bé nào đó tên lớp 11. Thì khi đó em qua Mỹ rồi em mới bắt đầu như là quên cái người đó. Thì sau đó thì cũng cách đây 3 năm em cũng có quen một cô bé ở trên, quen trên mạng thôi. Cả hai chưa ở Việt Nam hay là ở Mỹ? Ở Việt Nam. Em cái cô bé đó ở Mỹ, ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Quen trên mạng, chưa gặp mặt lần nào? Chưa gặp mặt lần nào. Cũng có thể do khoảng cách, có nhiều cái trở ngại. Thì sau đó cũng như là cả hai đều quyết định là thôi. Nhưng mà lý do tại sao ở Mỹ này nè, gần kế bên này em không tìm được một người nào trong 3 năm, trong 10 năm em ở đây? Đó cũng là câu hỏi em tự cũng hay đặt ra cho mình. Mình phải hiểu rồi mình mới khắc phục được. Một phần do thời gian, thì trước đây thì cũng em có đi học, cũng vừa đi học vừa đi làm. Thì bây giờ công việc của em cũng khá là bận rộn. Thì em làm từ khoảng 7 giờ sáng cho tới khoảng 5 giờ chiều. Rồi bây giờ nếu như mà em hẹn hò với cô bé này thì em định sắp xếp cái thời gian của em như thế nào? Em nghĩ là em sẽ sắp xếp được. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bề ngoài là ăn mặc lịch sự,
đẹp trai, nhìn sao cho nó bắt mắt. Bắt mắt, dạ đúng rồi. Không có bị hói và không có hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không. À, chỉ còn bạn nam đó cao hơn em. Được, đẹp trai có, hói thì cũng chưa thấy gì, cũng có tiềm năng chút xíu nhưng mà cũng không vấn đề gì. Kiểu dạng như là trí thức, thông minh. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Lăng nhăng, nhận em gái mưa hay giấu giếm em. Bạn này thì chị nghĩ không có nhận em gái mưa em cái gì đâu. Em gái thiệt mà ảnh còn chưa nhận nữa em gái mưa gì. Thời gian tập trung cho công việc hơi nhiều. Rồi bây giờ ảnh có đem thêm một tấm hình nè. Theo những cái gì nãy giờ ảnh chia sẻ thì em có thể hình dung, em có thể tìm thấy ảnh trong nhóm người này hay không. Em hãy cho bạn gái vài cái gợi ý về mình để cho bạn ấy có thể dễ nhận dạng. Về ngoài thì không quá trẻ trung. Thứ hai. Già trước tuổi. Thứ ba. Con người như là khá nội tâm, nhìn là có thể nhận biết được. Nhìn cái người mà có thể nhận biết, nhìn cái hình có thể nhận biết được nội tâm. Anh có bị cận không anh? Hỏi nhiều quá, ta chỉ cho có 3 điều thôi, không có hỏi thêm. Hãy đoán đi, hãy dùng tất cả các giác quan của người phụ nữ. Trong hình đó có ít người đeo kính, cho nên anh không có trả lời được. Thử xem, nhiều khi không trúng ảnh mà trúng bạn ảnh ngồi sau lưng kìa. Trong đây có một người mang kính, chắc em nghĩ là ảnh. Đâu, đưa chị coi, một người mang kính có thể là ảnh. Và chị hồi nãy chị Cát Tường có nói là, em nói em không có hỏi chị Cát Tường, chị kêu là anh dáng hơi cao, họp hơi dọ, nhìn hơi trí thức. Cái đó là theo suy đoán của em thôi. Sao, cảm nhận em như thế nào? Em đã đoán đúng rồi. Hay quá. Bữa nay sao mấy cô gái mình hay vậy ta, ai nhìn hình mà đoán được, trong khi Tường ngồi đây nè, ngồi trực diện Tường còn không đoán được nữa mà hai bạn có thể đoán được nhau. Mẫu người bạn gái em muốn tìm là người như thế nào? Thì mẫu người của em cũng đơn giản thôi, ngoại hình ưa nhìn, không cần phải là quá đẹp, không cần phải quá hot. Thì chiều cao thì em nghĩ chỉ cần thấp hơn em bao nhiêu cũng được, nhưng cũng không quan trọng quá là chiều cao. Với lại ghen, phải là ghen đúng lúc, chỗ, lại... Em có làm gì không mà em sợ người ta ghen? Em nghĩ vậy, chẳng hạn như là có một ngày nào đó em đi làm, em về trễ, quá trễ. Thì như em hỏi là em đang làm gì, em đang ở đâu. Như hỏi như một cách như tế nhị, như không phải gặng hỏi như tại sao giờ này anh chưa về. Tại sao em không tự chia sẻ để trước khi cổ phải ghen? Ví dụ như em ơi, bữa nay anh về trễ nha, vì anh gặp người đó người kia người nọ. Tại sao em phải để cho người ta hỏi anh chi cho nó mệt vậy? Nếu mình mỗi người cứ khư khư giữ cái tôi của mình không thì rất khó để hòa hợp được. Bây giờ thì Tường sẽ mở cửa trái tim ra, dành cho hai bạn ít phút để trò chuyện. Cố gắng lên nha, thẳng lưng lên cho đẹp trai nè. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có ít phút được trò chuyện trực tiếp với nhau qua mảnh ghép của trái tim như thế này. Chào anh. Hãy tự nhiên, hãy có khoảng thời gian thật là lãng mạn nha. Có quà gì đó cứ tặng nhau lên, tự tin lên, lãng mạn lên. Quà anh dành cho em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thực chất cái cây này á là hôm qua em mua, nhưng mà nó ở ngoài là cái hộp nó rất là xấu. Và em tự tay em làm bứng ra và em trang trí. Và hôm nay em tặng anh. Nhìn có thể biết là cái này gì là em hết chứ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, sao anh có hỏi gì về em không? Thì sở thích của em là gì? Sở thích của em là em thích ăn và thích ngủ và hay nghe nhạc. Nghe nhạc? Dạ. Cái thể loại âm nhạc mà em hay nghe là như thế nào? Nhạc nào vui vui anh, nhạc buồn thì nó sầu quá, nó thảm quá. Buồn thì sầu. Em có hay nghe nhạc không lời hay là nhạc piano? Em nghe nhạc có lời. Mấy cái bài hit ở Việt Nam hầu như em đều nghe hết. Thì như sở thích có thể cũng một phần là như sở trường của anh là anh có chơi piano. Có gì thì anh chơi piano thì em hát cũng được. Tại vì em là người hát không hay nhưng mà em hay hát. Thì em có chơi piano trên YouTube. Và anh có làm một hai cái album trên Apple Music. Thì em có thể là nó nghe và... Mỗi khi anh nóng giận á, thường anh sẽ làm gì và để giảm cơn giận đó xuống? Em nghĩ là anh sẽ giữ im lặng. Giữ im lặng. Hoặc là ngồi đâu đó suy nghĩ và hoặc nghe những bản nhạc. Em nghĩ lúc đó có thể giận sẽ giảm xuống. Em cũng là một người nóng tính, nên là khi anh chia sẻ là anh cũng là một người nóng tính, em cũng hơi sợ. Tại vì lúc mà em nóng tính lên, anh cũng nóng tính lên. Rồi không biết lúc đó anh có nhường em hay em không? Nghĩ anh nóng tính mà không có nghĩa là anh dễ nóng tính. Anh có thích nấu ăn không? Dạ, anh biết nấu ăn chứ. Anh biết nấu ăn hả? Thì hồi xưa anh cũng như em thôi, anh cũng có đây năm 17 tuổi. Anh cũng có đi làm nhà hàng. Em là một người nói rất là nhiều. Và nói có thể nói suốt ngày suốt đêm luôn. Nên là anh ít nói, chắc em nghĩ là anh cũng chịu đựng khi em nói. Không được, người em nói thì cũng phải có một người nói nhiều chứ. Những người vui quá lại. Thì cả hai cùng im lặng là thấy là khó.
Dạ đúng rồi. Rồi, vài phút riêng tư đã hết rồi ha. Cái gì vậy, anh tặng em cái gì ạ? Anh tặng cho em một quyển sách nó về piano. Tại sao lại tặng cuốn sách về piano? Tại em có chơi piano. Em có thích chơi đàn piano không? Dạ, em thích nhưng mà em cần người dạy hơn. Dạ, nên là có gì nhờ anh. Dạ, dạ. Dạ, cứ dẫn. Có thể dự đoán được bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Thì những này chỉ cần thật lòng với nhau. Bản thân em á, hồi nãy cô nói là cô muốn vài năm, 3-4 năm nữa. Nhưng bản thân em thì em nghĩ cái kế hoạch của em trong cuộc sống là như thế nào? Khi nào em kết hôn được, rồi em sẽ sống lấy vợ, rồi em sẽ sống sinh sống ở đâu như thế nào? Thì em đã chuẩn, em cũng đã nghĩ tới chuyện lập gia đình cũng đã khá lâu. Em nghĩ là em có thể chuẩn bị ready bất cứ lúc nào. Ok. Rồi, bây giờ chị Tường có một sách bài như thế này ha. Trong đây là những cái yêu cầu mà chúng ta dành cho đối phương của mình. Bây giờ các bạn sẽ mình bốc cái yêu cầu gì thì đối phương phải làm cái điều đó. Ngược lại bên đây bốc thì mình cái câu hỏi gì mình sẽ làm cái điều, thực hiện cái điều đó. Các bạn đồng ý không? Dạ. Yeah. Rồi, mời em gái trước. Hãy đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Bạn hãy thể hiện một khả năng khiếu nổi bật nhất: hát, đọc thơ, MC, giả giọng. Bạn này thì có năng khiếu mình biết rồi đó, là chơi đàn piano. Nhưng rất tiếc ở đây không có cái đàn piano. Ngoài cái điều đó ra, em còn năng khiếu gì em thể hiện cho bạn gái xem? Nếu như là trong trường hợp này nên hát. Nên hát, đúng rồi. Hát là dễ nhất rồi đó. Một tràng pháo tay, khích lệ tinh thần. Dạ, vấn đề là em cũng không nghe nhạc gì nhiều. Em suy nghĩ xem. Hát thì em cũng có đàn nhưng mà em cũng chưa bao giờ em hát với đàn. Đàn được là hát được, kinh nghiệm của tôi là đàn được là hát được. Một đoạn thôi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, em có đi xa, em có đi xa mãi. Tháng tư thôi thì thật mong manh, để lại nỗi đau những đêm giá vờ. Em nghĩ chị nhớ được. Bạn hát mà sợ người ta nghe được hay sao á. Em biết bài hát đó bài gì không chị? Dạ, bài đó là bài Tháng Tư Là Lời Nói Dối của em, của Hà Anh Tuấn. Ủa vậy luôn hả? Em thích bài đó. May quá, anh hát mà em nghe được cái bài đó cũng là một cái thành công. Em chấp nhận cái sự thể hiện của anh vừa rồi không? Dạ, tạm chấp nhận. Dạ. Tạm thôi chứ chị là chị thấy chưa được đó. Bạn hãy khai thật bạn thích nhất điểm nào trên khuôn mặt của đối phương và không thích nhất điểm nào của đối phương. Cái này là nói thẳng nói thật không đó nha. Người ta nhận xét mình cũng đừng buồn nha. Không, em thích thật. Rồi nhìn kỹ vào. Thích nhất điều gì trên gương mặt này và cái gì không thích ở trên gương mặt này? Em thích nhất là cặp chân mày. Trời ơi, cặp chân mày. Đâu, tôi qua từ góc nhìn này tôi nhìn coi. Cặp chân mày. Mày rậm ha. Dạ. Rồi, tiếp. Cái gì không thích? Không thích là... em nghĩ anh không có gì mà để em không thích hết. Bởi vì đầy đủ tất cả mọi thứ. Không bị tích, không bị gì hết. Không bị gì hết. Dạ. Bị hết thật, không? Anh sẽ được thành thật cho nên. Dạ, không, cái đó em nói thật. Rồi cái vụ hồi nãy em nói hói hay sao? Vậy có hói không? Hay là ok? Cái này giống như là thêm suy nghĩ là chán cao học giỏi. Mắt mũi miệng ok hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Ghê vậy, râu em thích luôn hả? Anh cạo vậy là được rồi, đừng có để dài quá, em hơi sợ thôi. Rồi, vậy là em hoàn hảo trong mắt cô ấy. Cô ấy không chê vào đâu được, nhưng bấm nút hẹn hò không chưa biết nha. Đừng có nghe người ta khen vậy mà mừng. Nói chung có những người có những cái gương mặt á, mắt mũi miệng người ta xấu, nhưng mà góp chung vô gương mặt ta rất là dễ thương. Nhưng mà có những người nhiều khi là cái mặt mắt mũi miệng đẹp hết á, nhưng mà góp chung vô gương mặt không có dễ thương. Em có nghe điều đó chưa? Dạ có rồi. Hy vọng em là không phải nằm những cái vế đó. Em là mắt mũi miệng đẹp hết, vô chung gương mặt đẹp tuyệt luôn. Hoàn hảo dữ vậy hả ta? Nãy giờ tôi nhìn mà tôi không biết là em hoàn hảo như vậy luôn trong mắt cô ấy luôn á. Em cũng không nghĩ là em hoàn hảo đến mức như vậy. Rồi ok, như vậy là cũng trao đổi với nhau thật là vui rồi ha. Bây giờ mọi người hãy nói cho đối phương nghe, hoặc là nhận xét về cô ấy, nhận xét về anh ấy, hoặc là cảm xúc thật sự trong lòng mình. Ở lần đầu tiên gặp mặt này mình cảm thấy như thế nào? Mình cảm nhận cái cuộc gặp gỡ này như thế nào? Mình mong muốn điều gì? Mỗi người 30 giây hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói cái điều thật lòng nhất mà mình nghĩ hiện tại phút này, để chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, mời em trai. Theo anh thì anh nghĩ là em một cô gái độc lập, nhưng cũng có một chút cá tính. Thì
thì những gì em đang trải qua bây giờ anh cũng thấy cũng là giống như anh hồi xưa đã trải qua, như giống như em vậy. Thì em cũng có đi học đi làm, nó khá là độc lập, khá là mạnh mẽ, cũng có ý thức học, cũng có ý chí cầu tiến. Thì anh thích là những mẫu người như vậy. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Không có một cái cảm xúc gì của mình, em cảm nhận về cô ấy như thế nào? Trái tim em có cái chút xíu gì, nó có một cái mách bảo gì, đây là cái người mình đang tìm hay không? Có rung động một xíu nào hay không? Hay là nó như thế nào? Dạ, rung động thì chắc chắn là có. Rồi, mời em gái. À, hôm nay đến với chương trình này em rất là vui vì được gặp được anh và gặp cô Cát Tường. À, cảm xúc hiện tại của em thì em cảm giác được là anh này sao mà gần thân thuộc với em. Dạ. Chắc là do hai nhà gần nhau nên là em nghĩ gần như vậy. Em nghĩ anh là một người ấm áp. Một người ấm áp và có thể che chở cho em. Hay quá. Cảm ơn em. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Cảm xúc rung động mới bấm, còn không, không bấm. Hãy dành cái quyền ưu tiên lại dành cho những người khác, những người rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian, cảm ơn hai bạn. Quý vị rất là vui đúng không ạ? Và hai mảnh ghép của trái tim đã cùng sáng đèn. Như vậy là hai bạn có thể tạm thời về một phía. Tôi chưa dám nói về một nhà, chỉ là về một phía thôi. Hãy nắm tay nhau ở cái cảm nhận đầu tiên. Đây là cơ hội đầu tiên mà chương trình dành cho hai bạn nhé. Một nụ hôn đầu tiên để ghi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa. Chúc hai bạn sẽ sớm báo được tin vui cho chị Tường và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay cặp đôi đã thành công bấm nút hẹn hò với nhau rồi.